Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Dưỡng tâm thể để sinh con thông thái. Ai cũng mong muốn sinh được con thông thái. Đứa con thông thái không những giúp ích cho gia đình, dòng tộc mà còn giúp ích cho đất nước và xã hội. Chỉ cần một người thông thái có thể làm thay đổi tư tưởng của cả dân tộc, thậm chí là cả thế giới. Nếu xã hội có nhiều người thông thái thì lại lạc biết chừng nào. Thông thái được hiểu theo nghĩa là biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên làm và cái nào không nên làm, và là phải suy lường được một hành động của ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngày mai, đến 10 năm sau, đến 100 năm sau, thậm chí đến cả ngàn năm sau. Có được trí tuệ này thì mới mong rằng không có sai lầm từ hành động nhỏ đến hành động lớn. Việc này khó nhưng không phải không làm được. Việc sinh con làm sao cho thông thái là đặc biệt quan trọng, nhưng mấy ai quan tâm. Nhiều đôi bạn trẻ muốn sinh con là sinh thôi chứ không chú ý đến điều quan trọng này. Nhiều khi còn sinh con ngoài ý muốn, chưa có ý định sinh con nhưng lỡ dính bầu nên đành chấp nhận sinh ra. Những đứa con thiếu chuẩn bị như thế có thể thông thái được hay không? Con vua thì họ làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Người thông minh biết cách để sinh ra đứa con thông minh. Con vua ở đây muốn ám chỉ là con của người thông minh trí tuệ. Không biết cách thì chúng ta chỉ sinh ra những đứa con bình thường để làm những công việc tay chân bình thường như là quét lá đa. Để sinh được đứa con như mong muốn, khỏe mạnh, thông minh và trí tuệ, các đôi bạn trẻ phải chuẩn bị nghiêm túc cho 3 giai đoạn. Trước khi mang thai, trong khi mang thai và sau khi sinh ra một thiện quý, 7 năm đối với nữ và 8 năm đối với nam, sự chuẩn bị bao gồm cả thân lẫn tâm. Dù ở giai đoạn nào, hàng ngày đôi bạn trẻ phải thể hiện thiện tâm trong suy nghĩ, trong lời nói và trong hành động, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực xấu ác, không để tâm tham sân si nổi lên, nói những lời ngọt ngào, không nói những lời ác ý, không giết hại những con vật dù rất nhỏ như con ruồi, muỗi, kiến, gián, không nên ăn thịt cá. Người miền Trung có câu, bỏ con vào dạ thì mà phải đi tu, mà ở đây tức là mẹ. Phải nuôi dưỡng tâm từ trải rộng, tinh thần vui vẻ như đứa trẻ mới nhận quà, trải rộng tình thương đến mọi người, mọi loài, xem mọi người là người thân, xem muôn loài là bạn quý, yêu mến từng lá cây cọng cỏ, tỏ lòng tri ân đối với vạn vật xung quanh, luôn thông cảm với mọi người, không khinh chê bất kỳ ai. Tâm thiện lành của đôi bạn trẻ sẽ chiêu cảm những thần thức thiện lành, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Giai đoạn trước khi mang thai, thân thể của đôi bạn trẻ phải khỏe mạnh hoàn toàn, không có bất kỳ một bệnh tật nào. Người phải tràn đầy năng lượng sống, sinh khí. Đặc biệt là phải chú ý dưỡng tạng thận. Theo đông y, tạng thận là gốc tiên thiên, nguồn gốc của sự sống. Tạng thận còn chủ khúc thủy, chủ về sinh sản, chủ thủy, chủ tiền âm và hậu âm. Thận là gốc tiên thiên, nguồn gốc của sự sống. Cha mẹ mà sức khỏe kém thì không thể cho con tiên thiên tốt, không thể cho con một cái gốc tốt vững chãi. Gốc không tốt thì không thể sinh ra cành lá sum suê và hoa tươi quả ngọt. Cha mẹ có sức khỏe tốt mới truyền cho con tiên thiên và sự sống tốt sau này. Thận chủ về não tủy, thận tàng tinh, tinh sinh não tủy, thận khỏe sẽ tạo được não đầy, tủy đủ và hệ thần kinh với các tế bào khỏe mạnh và nhạy bén, nền tảng của trí thông minh. Đây là một chức năng quan trọng của thận để tạo nên một con người thông minh và trí tuệ. Chúng ta đặc biệt quan tâm đến chức năng này của thận. Dưỡng thận trước khi có ý định sinh con cực kỳ quan trọng là thế. Chức năng này rối loạn sinh các bệnh về thần kinh, giảm trí nhớ, hay quên, kém sáng tạo, nếu nặng gây lú lẫn. Thận chủ về cốt, thận điều khiển việc tạo xương, bộ xương là trụ cột của cơ thể. Thận khỏe sẽ có bộ xương vững chắc, thân hình vạm vỡ, bước đi khoan thai nhưng đầy yên nghi. Để xảy ra các bệnh về xương khớp chứng tỏ thận đang suy. Thận chủ thủy tức là điều hòa lượng nước trong cơ thể và lọc thải những độc tố và chất cặn bã đưa ra ngoài qua đường tiểu. Những độc tố này do ăn uống vào hoặc tạo ra trong quá trình trao đổi chất. Thận khỏe mới lọc thải hoàn toàn các độc tố ra khỏi cơ thể. Nếu chúng ta uống nhiều nước cũng gây áp lực cho thận làm việc nhiều, như thế thận sẽ suy yếu sớm. Chúng ta ăn nhiều những chất không cần thiết và những thức ăn không phải của con người cũng làm cho thận làm việc quá tải và kết quả thận suy sớm yếu. Chức năng này rối loạn gây ra chứng phù thủng. Thận chủ về sinh sản. Thận mạnh giúp sinh tinh trùng và noãn cầu khỏe mạnh, từ đó mới tạo tác đứa con khỏe mạnh và thông minh. Thận yếu chắc chắn sinh ra tinh trùng yếu và noãn cầu yếu, như thế thì không thể sinh con được khỏe mạnh và thông minh. Xảy ra các bệnh chứng về sinh dục, sinh lý, tuyến tiền liệt, tinh trùng, tử cung, kinh nguyệt chứng tỏ thận đang suy. Thận chủ tiền âm và hậu âm. Thận khỏe thì đại tiện và tiểu tiện điều hòa. Rối loạn đại tiện, tiểu tiện, đau bàng quang là bệnh chứng của thận suy. Thận khai khiếu ra tai và biểu hiện ở tóc. Ông bà mình nhận định cây răng kết tóc là gốc con người, răng xương tốt, tóc tốt là biểu hiện của thận tốt, mà thận là cái gốc của sự sống. Các bệnh chứng về thính giác, về tóc đều biểu hiện thận yếu. Hai tay liên quan với tim, trong khi đó hai chân liên quan đến thận. Giữ cho hai chân ấm tức là giữ cho thận và tử cung được ấm. Đó là lý do tại sao ông bà không cho phép phụ nữ mặc quần ngắn, vì mặc quần ngắn sẽ làm cho hai chân lạnh.
kéo theo thận lạnh và tử cung lạnh, lâu ngày làm thận yếu. Tử cung lạnh một phần do ăn nhiều thức ăn thịnh âm sẽ không lưu giữ được thai nhi, gây nên tình trạng sảy thai. Tình chí kinh hãi, tức là sợ sẽ hại thận, không nên để rơi vào trạng thái kinh hãi, sợ quá đái trong quần là biểu hiện ảnh hưởng đến thận. Quan hệ tình dục nhiều cũng hại thận, tinh hao thận yếu, đa dâm bại thận. Các đôi vợ chồng trẻ đã bị suy thận thì chắc chắn con sinh ra sẽ bị suy thận, kém thông minh và đau ốm triền miên. Nếu ba mẹ suy thận nặng thì con sẽ bị đần độn. Muốn cho con mình được khỏe mạnh, thông minh và trí tuệ, các đôi bạn trẻ phải dưỡng thận trước khi quyết định sinh con. Điều này rất là quan trọng, liên quan đến nòi giống của dòng tộc và vận mệnh của quốc gia. Dinh dưỡng đúng, về thực phẩm để bồi dưỡng tốt cho sức khỏe và tốt cho thận, không gì bằng ăn gạo lứt và hạt cốc, thực phẩm cùng bình âm dương. Ở Việt Nam thì chúng ta nên lấy gạo lứt làm thức ăn chính. Ngoài ra nước ta còn có các loại hạt cốc khác như là nếp, bắp, hạt kê, bo bo. Khi ăn nhớ nhai kỹ, nhai từ 100 đến 500 lần cho một miếng cơm. Trong khi nhai nhớ nuốt một lần, không được nuốt nhiều lần. Có thể ăn thêm một ít rau củ trồng tự nhiên hoặc mộc hoang, tối đa chiếm 30% khẩu phần ăn. Nếu ăn được số 7 càng tốt, tuyệt đối không ăn bột ngọt, bột nêm, chất bảo quản hoặc là bất kỳ hóa chất nào. Một số thực phẩm bổ thận như là đậu đỏ, xích tiểu đậu, hạt nhỏ, bóng và cứng, đậu đen, quả dâu tầm chín. Mỗi ngày một người có thể dùng một nắm chặt đậu đỏ nấu với lại cơm, hoặc là lấy 3 nắm đậu đỏ rang cộng 3 nắm gạo lứt rang hãm với 750ml nước sôi trong bình thủy, uống ấm cả ngày. Để tránh làm hại đến sức khỏe và hại thận, không nên ăn uống những thực phẩm thịnh âm như là rượu bia, đường, đồ ngọt, sữa động vật, các loại cà, măng, giá, nấm, chao, khoai tây, trái cây, nước đá, kem lạnh, thực phẩm ướp lạnh, gia vị cay nồng. Đồng thời nên tránh những thực phẩm thịnh dương như là thịt, cá, trứng. Uống nước, uống ít vừa đủ, ông bà mình thường uống nước bằng ly hạt mít để tránh uống nước nhiều hại thận. Theo tiên sinh Osawa, người có công phục hưng thực dưỡng, uống nước sao cho đi tiểu một ngày tối đa 4 lần đối với nam và 3 lần đối với nữ. Đi tiểu quá số lần trên là chúng ta dư nước. Đi tiểu quá 6 lần trong ngày sẽ làm cho điệu đạo bị tổn thương, tiêu hao nhiệt lực, thoát dương, lâu ngày sinh bệnh. Một người làm việc văn phòng uống khoảng 750ml nước mỗi ngày. Nước là cần thiết cho cơ thể nhưng mang tính âm, cho nên uống nhiều quá thì sẽ gây hại thận và hại các cơ quan khác như là tim, phổi. Nước dừa rất âm nên hại thận, không nên uống. Làm việc, sinh hoạt, ngủ nghỉ phải đúng giờ giấc, đi ngủ trước 9 giờ tối và thức dậy trước 5 giờ sáng. Không làm việc nặng như là khuân vác, không làm việc quá mức, không để bị áp lực. Đôi bạn trẻ phải dành thời gian ngắn nhất là 1 năm để dưỡng sức khỏe trước khi mang thai. Đây là giai đoạn thanh lọc cả thân lẫn tâm để chuẩn bị đón một tâm hồn mới nhập thai. Đôi bạn trẻ sẽ đón ai tùy vào sự chuẩn bị này. Đón một anh công nhân, một bác nông dân, hay đón một nhà bác học, một nhà lãnh đạo hoặc một minh triết cho nhân loại. Ha ha ha,